Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang tập trung vào sản xuất rau màu vụ đông, chủ yếu là các cây rau đặc sản của xứ Lạng như ngồng cải làn, cải bắp, ngồng bắp cải. Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một trong những vựa rau an toàn nổi tiếng nhất của tỉnh. Những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp dưới mức rét hại, kèm thêm sương muối ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng phát triển của rau màu. Gia đình chị Hứa Thị Kim Dung ở khối 6, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn có 0,5 hectare rau màu vụ đông. Để khắc phục phần nào giá lạnh của những ngày gần đây, chị Dung đã áp dụng nhiều biện pháp như thường xuyên tưới nước, phân bón, che bạt ni lông để tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống rét cho cây rau. Mùa hanh khô với lại trời lạnh thế này, tôi vẫn thường xuyên tưới nước cho rau, không thì sợ sương nó xuống sẽ làm cây rau nó cứng đi. Tưới như này thì nó mới xanh tốt cây rau. Đối với cây cà chua, nếu mà rét đậm rét hại, sương xuống nhiều ấy thì buổi sáng sớm mình phải đi tưới sương, nếu không thì là cây cà chua nó sẽ bị chết. Vụ đông xuân năm nay, thành phố Lạng Sơn gieo trồng khoảng 200 hectare cây trồng các loại, trong đó chủ yếu là cây rau màu. Rau được trồng tập trung ở các xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc và một phần ở phường Đông Kinh và Vĩnh Trại. Với giá bán dao động từ 7.000 đến 20.000 đồng 1 kg là nguồn thu nhập không nhỏ của người dân. Để cây rau phát triển ổn định, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân, Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các xã phường, trạm khuyến nông thành phố đôn đốc bà con nhân dân triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, đặc biệt là các diện tích rau vụ đông, tuyên truyền vận động nhân dân bón phân tưới đủ nước, chăm sóc cho rau màu, chủ động phòng trừ kịp thời các loại dịch sâu, bệnh mới phát sinh gây hại. Và những ngày có sương muối, sương giá thì chúng ta dùng bình ozoa hay là vòi bơm tưới để phun lên mặt lá và làm rụng tan sương, tránh hiện tượng cháy lá và có khi là khi có ánh nắng xuyên qua. Đối với cây lạc, cây đậu tương, ớt, ngô thì chú ý là chúng ta nghe dự báo thời tiết là không gieo trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ thấp dưới 12 độ C. Trung tâm khuyến nông tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng ni lông che phủ tránh gió, tránh sương muối, sử dụng chấu, mùn cưa bón gốc, tưới đủ ẩm để tăng khả năng chống rét cho cây, đồng thời cần đề phòng các bệnh mốc xương, mốc xám và thán thư.